Chúc mừng em, mọi điều đã thuận theo ý em rồi. Cũng là nhờ anh gợi ý, cảm ơn anh. Nhiên này, em cân nhắc lại xem, không muốn thử chung dự án với anh một lần à? Người khôn, trứng đừng nên để ở một giỏ. Đi đường luôn quan sát để có một đường lùi. Bài học cơ bản này chắc em chưa quên chứ? Kể ra anh ta cũng có lòng với em đấy. Cũng ổn ạ. Thế khi nào em tính di dân? Em muốn càng sớm càng tốt. Hy vọng là khoảng 2 tháng nữa. Sau khi em và anh ta hợp thức hóa thành một gia đình, thì việc em có một tài sản ở Việt Nam không phải là tốt à? Đây, anh cho em xem cách hoạt động của cái spa này. Cực kỳ ổn. Anh chưa bao giờ đầu tư vào một việc gì nhiều tiền mà mình không cân nhắc kỹ cả. Hôm nào em rảnh, qua đây thử trải nghiệm xem dịch vụ của nó. Anh nghĩ chúng mình vụ làm ăn này cứ 50-50. Em không đủ đâu. Vậy thì 3-7. Em 3, anh 7. Được chưa? Gở mồm mà nói, em và anh ta chẳng may chia đôi đường, thì khoản đầu tư này của em ở đây hàng năm đều có lãi. Chẳng phải nửa đời sau không phải nghĩ nữa à? Đấy không phải là gở mồm, mà là thối mồm đấy. Em có biết anh chẳng yêu thương gì vợ của anh mà anh không dám bỏ nó à? Bởi vì nó nắm tài chính của anh. Mà người phụ nữ nắm tài chính của thằng đàn ông là nắm sinh mệnh của anh ta. Cho nên nếu như em muốn thằng đàn ông của em nó không ruồng rẫy em, thì em biết phải làm gì rồi đấy. Alo cô giáo ạ. Gôn sao cơ ạ? Cô giáo. Mẹ Gôn. Gôn sao rồi ạ? Sáng nay con chạy chơi ở trường, không may bị va vào cọc cầu thang. Bác sĩ đã sơ cứu và nói chỉ là vết thương phần mềm, không đáng nghiêm trọng. Có điều gì ạ? Mất khá nhiều máu. Muốn sao rồi em? Đây là bác của Gôn ạ. Cháu nó không sao rồi, bác cứ về trước đi. Ở đây đã có em với cô giáo của cô rồi. Chào cô giáo ạ. Dạ vâng ạ. Có việc gì gọi anh nhé. Mẹ ơi, con đâu? Không sao, có mẹ ở đây rồi nhá. Con nhắm mắt vào ngủ một tí đi con. Gôn, em, con có sao không? Con đỡ nhiều rồi ạ. Lúc nãy không biết thế nào, em cũng lo quá nên em mới gọi cho anh. Không sao, con trai mà, mạnh mẽ lên, ha, fighting. Đói không? Không.
tôi nghe đây. Sao? Muốn gặp ngay à? Tôi đang có chút việc, lát tôi qua. Thế nhá. Ai gọi cho anh thế? Tay Long bên Đông Ba muốn gặp. Thế cứ đi đi, em ở đây trông con được rồi. Chắc là chiều cũng được ra viện thôi. Vậy em ở đây với con nhá. Bố xong việc, bố qua đón hai mẹ con nhá. Ngại con nhỏ bố. Ừ, giỏi. Anh đi nhá. Vâng ạ. Tôi xin lỗi nhá. Không có gì.